Xin chào, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban quản lý dự án của bốn huyện Thông Nông, Krông Bông, Đông Hải và Duyên Hải. Nhờ các anh chị em mà năm nay BFG được một năm thắng lợi với 3.200 người hưởng lợi từ các hoạt động dự án, đặc biệt từ mô hình sinh kế. Và cũng xin cảm ơn chân thành đến CD, đến các anh chị em phòng chương trình, phòng tài chính hành chính, phòng huy động nguồn lực và phòng com đã giúp đỡ để BFG năm nay về đích. Trong năm vừa qua, chúng tôi làm việc tại 14 quận huyện, 15 xã phường và thị trấn, tiếp cận và tác động tới hơn 3.850.000 người, trong đó phần lớn là phụ nữ, trẻ em gái nghèo và dân tộc thiểu số. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đối tác của ICS tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt năm vừa qua trong công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam. 10.000 nhà tài trợ. Chào mừng các nhà tài trợ mới. EC, Bread for the World, Irish Egg, CBM. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp Anh, Ý, Ireland, Thụy Điển, Hy Lạp, Action Egg quốc tế, Action Egg Việt Nam đã đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn các đồng nghiệp, các đối tác ở các vùng đã đồng hành cùng chúng tôi trong năm vừa qua. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến các anh chị đảng viên, tư vấn viên, các nhà tài trợ và các đối tác của chương trình vì những hỗ trợ tài chính, tinh thần và kỹ thuật để giúp chúng tôi thực hiện thành công các dự án của mình trong năm vừa rồi. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ tích cực đó để tiếp tục hoàn thiện, phát triển và xây dựng nhiều chương trình phát triển năng lực hơn nữa. Cảm ơn đối tác và đồng nghiệp đã đồng hành. Cảm ơn hơn 2.000 thanh niên đã tham gia ủng hộ các chương trình và chiến dịch của Actionate Việt Nam. Cảm ơn 9.000 người đã tham gia vào chiến dịch công bằng thuế và chiến dịch thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái của Actionate. Cảm ơn 7.000 người đã tham gia thực hiện nghiên cứu và góp phần xây dựng nên 10 khuyến nghị chính sách và tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm của dự án. Cảm ơn các phóng viên và nhà báo đã truyền tải thông điệp của Actionate thông qua hơn 300 bài báo và tin tức về các chiến dịch, đặc biệt là chiến dịch thành phố an toàn và chiến dịch công bằng thuế. Cảm ơn 3.410 người là thành viên của fanpage Actionate Việt Nam đã luôn đồng hành và theo dõi các hoạt động của chúng tôi trong thời gian qua. Thay mặt Actionate quốc tế, tôi xin được trân trọng cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi của các đối tác, các đồng nghiệp ActionAid. Xin trân trọng cảm ơn cộng đồng đã sát cánh cùng chúng tôi trong năm 2016, giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của mình và tạo ra những cái bước phát triển mới cho chương trình của ActionAid tại Việt Nam. Năm 2017 là năm rất quan trọng đối với ActionAid vì đây là năm cuối cùng của chiến lược quốc gia lần thứ 5 cho giai đoạn 2012-2017. Năm 2017 cũng là năm ActionAid kỷ niệm 25 năm có mặt tại Việt Nam và chúng tôi rất mong muốn sẽ có thêm được nhiều sự hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành của quý vị và các bạn để cho hành trình đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn trở nên dễ dàng và trở nên gần hơn bao giờ hết. Muvene kuri tarakanak. Feliz año nuevo. Buon anno. Giang Giang Phạm, chúc mừng năm mới. Alex Putter Sung Noel Dạ. Sawadee Bi Mai. Bernardo. Tahun Baru. Đơn Trình Pê Mọ, chúc mừng năm mới. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.